chẳng nhớ đâu. Dạ, phụ bá gọi con. Sao Tết nhất vắng vẻ, tao không thấy ai đến nhà chơi là thế nào? Dạ, bẩm cụ, con nghe người ta bảo sống đẹp thì chim én đến nhà, còn sống như quả cà thì khắm khú quanh năm. Im mồm. Dạ, chắc người ta lập group anti cụ, không ai chơi với cụ nữa rồi. Được, để tao xem chúng nó định làm gì. Anh Chí mời đi. Nào, ta cùng nhau chúc mừng năm mới. Con mời cụ thăng vàng chén đi. Anh Chí này, năm qua anh đã làm được những gì? Năm qua tôi làm được nhiều điều lắm. Thế nhưng mà sướng nhất ý, là có người yêu. Cô nở chứ gì? Tình yêu là hay đi liền với đau thương lắm anh Chí ạ. Chú mày nói phải. Số tiền anh tiêu cho người yêu đã nằm ngoài dãy số tự nhiên rồi. Chắc anh Chí phải làm việc vất vả lắm đúng không? Có lũ người xấu thuê tôi chở người đi trốn cách ly. Nó trả nhiều tiền lắm, nhưng trả ít đạo đức quá, nên tôi không làm. Thế thì theo tôi, năm nay việc anh làm tốt nhất là làm người. Mọi người thấy tôi nói có phải không? Chuẩn. Năm nay dịch bệnh rồi thiên tai nên làng ta gặp nhiều khó khăn và nỗi đau quá. Như nhà ông giáo phải dạy học online, nhưng vẫn còn nhiều em học sinh không nghiêm chỉnh rồi quậy phá, nên tôi nom ông giáo đói kém lắm. Mình giúp ông giáo đi. Phải, phải giúp ông giáo. Lâu không học, tôi cũng sắp quên hết mặt chữ rồi. Cả nhà tôi còn món này để donate cho ông giáo đây. Một thùng hảo hảo ăn mì, lại còn trúng nghề lì xì nhất ông giáo rồi đấy nhé. Quý hóa quá. Nghe đâu cứ ăn một gói mì hảo hảo là đã có cơ hội quyên góp 1.000 đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Vậy là lũ trẻ sẽ có một cái Tết ấm no rồi đây. Có lẽ ông giáo còn cần nhiều hơn thế đấy. Đào đâu giờ bây giờ? Hãy để tôi sang nhà bá Kiến phẫu thuật chui thêm mấy cái sẹo nữa. Anh Chí ơi, nếu rạch nữa thì mặt anh thành cái bản đồ mất. Và chắc chắn cái bản đồ ấy sẽ lại dẫn anh đi sai đường. Hãy sống đẹp như tôi đây này. Ấy, Tết đến rồi, ai cũng xứng đáng được yêu thương. Chắc là lão ấy cũng đang cô đơn lắm đấy. Rồi, nâng ly đi, tôi cùng sang chúc Tết ông giáo. Trứng của ai đẻ thế này? Vậy là ông giáo lại có quà rồi.